Hello guys, welcome back to my channel. Emilio here. Today I will make video about Jonas. He's finished up on the last season with Elixir Golem deck. So let me check the leaderboard last season. Jonas YNWA Elmo 10. Wow, Remy A. So bad Pani. Tomorrow I will upload a video about Remy A and Remy A Ellie and Bad Bunny on Charlie channel. Please like, share and subscribe, turn on notification and don't miss next video. So right now let me show some play Jonas. He play Elixir Golem. So he stay with me 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. So, the best six play he said. Someone tell me about Elixir Golem or Golem no skill deck. I don't care about that. Actually he's finished up one the last season and he's a bad player the last season, sure. And right now I think he's a bad player, Elixir Golem player. Okay, let's check. Hey, Hazard. The first matchup. You know, I'm Vietnamese, so I'm speaking like a little bit not good. Okay, come back Vietnamese. Hello anh em, quay trở lại với chương clip ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một Jonas. Các bạn cũng biết là Jonas anh ta đã có được 20 win bởi cái Elixir Golem deck này. Mình đã upload trên kênh của kênh Emro rồi. Đây là mọi người có thể xem và có thể xem lại. Anh ta một lần chơi rất hay với cái deck này. Đầu tiên anh ta thả Elixir Golem. Golem xong rồi support Electro bởi Electro Dragon. Các bạn biết là trong cái deck này Electro Dragon là một con kỳ lợi hại, bởi vì là khi mà các bạn không có spell để giết nó thì gần như là các bạn sẽ bị khống chế của nó, và gần như là sự support của Electro Golem đằng sau cũng kỳ lợi hại. Đấy, các bạn nhìn thấy là thôi gần như là Way of Hazard anh ta không thể control được cái con Electro như Electro Dragon. Vì vậy là sự lợi hại của Electro Dragon thể hiện ở trong cái turn vừa rồi. Rất may là anh ta đã kịp thời thả được con Aegis thứ hai, tuy nhiên thì anh ta mất được con trụ đầu tiên. Trong những tuần tiếp theo này, khi mà anh ta đây tiếp theo là họ sẽ cục dồn Ellie quá nhiều ở trong cái turn này mà không có một spell để giết được con Electro Dragon thì gần như là game này nó sẽ là đi rồi. Còn này Nightwing không chết, bạn Electro Dragon vẫn làm đấy, gần như là full máu luôn. Bây giờ là thời điểm Elixir Golem rare luôn. Thực sự rare ở trong cái bài này cực kỳ lợi hại. Rất là điên rồ khi mà con Fisherman nó đã kéo lại con Elixir Golem vào trụ. Cực kỳ là sai lầm khi mà thả một con Fisherman ở vị trí đấy. Các bạn biết điểm yếu của deck này đó chính là các bạn phải giết được con Electro Dragon. Các bạn phải giết được con Electro Dragon. Và cái deck mà có thể spin được cái deck này đó chính là một cái deck mà có mình không nghĩ là Rocket. Đó là một cái deck mà có Executioner. Một cái deck mà có những con cấu gì đó, đặc biệt là Minor Spear, Golden Spear hay là Bass thì nó sẽ lợi hại để có thể counter được cái deck này. Đặc biệt là deck của mình, các bạn biết là deck của mình có Wizard và Executioner thì nó sẽ rất dễ để có thể thắng được game cái deck này. Bởi vì cái deck này nó chỉ cần các bạn có một điều là giết được con Electro Dragon và các bạn thắng thành công rồi. Còn gần như tất cả còn lại nó đều gần như là nó cái tốc độ đánh của nó chỉ còn lại nó rất là yếu, rất là chậm. Ok, một matchup đầu tiên cực kỳ là đơn giản vì là chúng ta là control được cái game ngay từ ban đầu. Tốt. Ok, Jonas Purple Rock so win. Ok, Esper. Esper top player CRL from team Mystic CRL West. It's minor control with the new version. So the original version from Miraz.
hit play mà là con chơi sự. When you remind about minor control, như là bad player, hay thì là disaster. Let's go làm heal về phía sau và Electro Wizard sẽ đẩy phía sau nữa. Infernal Dragon chốc tới này anh ta không đẩy một con, không đẩy một con Electro mà thả một con Electro. Bây giờ mới là thời điểm để xài Electro. Anh ta muốn có sự support của con Infernal Dragon. Sau đấy là Electro đẩy lên. Rất tốt. Và đây là thời điểm gần như hai con rồng vẫn còn rất nhiều máu. Không, nằm xuống rồi. Rất may là hai cái trụ đã bắn vào hai con rồng khi mà con Elixir Golem nổ ra và phải thành bốn con Elixir con. Nếu mà một khi mà trong cái turn đấy, nếu mà Elixir Golem hai cái Fear Set Tower nó không đổi hướng thì gần như là game sẽ thua. Nhưng mà rất là may điều đấy. Tiếp tục là anh ta và con Nightwish thì đã mần mất máu rồi, vậy anh ta đã thả Elixir Golem phía sau để cần có sự support đấy. Chứ không thể thả cùng lúc với lại Nightwish được, bởi vì Nightwish đã không còn nhiều máu. Và anh ta cần có sự support cho cái combo này thì anh ta cần phải đi cùng với lại Battle Healer và Electro Dragon. Bởi vì là cái Death Stella nó có một cái, nó không có tool để reset. Nó chỉ có giật giật để vậy thôi, nhưng nó không có tool reset. Để các bạn biết. Gần như trong cái tuần vừa rồi thì anh ta đã có được rất nhiều máu. Gần như là cái trụ bên trái đã gần như là hết máu rồi. Tiếp tục là một pha đẩy lên ở phía bên phải. Chỉ cần một arrow nữa thôi. Và con Ace of Golem tấn công con nữa vào cái trụ sẽ là ăn được. Tuy nhiên thì mình thấy là Ace of Golem anh ta cũng thủ khá tốt. Thủ khá tốt, tuy nhiên thì cái lượng một con miner ở phía bên phải là không đủ. Một lock không đủ luôn. Một khi mà các bạn sử dụng poison, các bạn sử dụng poison nhưng mà có sự support support của Battle Healer cộng với lại Electro Wizard thì Electro Dragon thì gần như là hai con này nó cũng chết. Vì vậy là poison gần như là vô nghĩa. Cái cách mà khi mà tách combo này đó chính là các bạn phải các bạn phải đẩy phá quân nó tách sao ra để con bạn chơi healer không thể sắp bơm máu được lại cho con Electro Dragon này các bạn. Đó là những pha xử lý rất tốt, hai skill đấy chứ, nó không phải là no skill đâu. Wing những cái deck này thực sự phải nói là Royal Dragon mình cực kỳ ghét cái deck này. Tuy nhiên thì cái mùa vừa rồi các bạn phải nói là cái deck này rất nhiều deck này counter hop cực kỳ là khó chịu. Ok, rất nhiều matchup Royal Dragon ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một anh ta gặp Baroque là hai lần ạ. Baroque hai lần, một lần là Elixir Golem và một lần là Royal Dragon. Thôi mình sẽ chọn một deck Royal Dragon bởi vì Baroque chúng ta còn nhớ là anh ta put cho những cái ác SBS3 này. Với cái deck là Royal Dragon Lightning. Tuy nhiên là trong ngày hôm nay anh ta lại không thả một Royal Dragon, không dùng Royal Dragon Lightning mà đó là Royal Dragon với Heal Spirit. Deck này thực sự nó chỉ mạnh khi gặp những deck mà nó như kiểu là Hawk chẳng hạn. Nhưng mà đối với người mà chơi Hawk Cycle thì họ sẽ defend cực kỳ tốt. Thực sự là nhiều khi họ không biết Jonas anh ta không biết thả một con gì, vì vậy anh ta sẽ dùng Rare, nó chỉ có 2 ly thôi và nó độ cycle thẻ rất nhanh. Mình tiếp tục là Elixir Golem. Này cái phía sau. Cái deck này có một cái điều đó là Jonas anh ta nằm cửa trên bởi vì là cái deck của Overlord gần như anh ta không có một spell to.
không có Skeletor thì không thể giết được cái quân support của Donat ở phía sau và gần như là chết hết. Đấy các bạn thấy là một chỉ cần một cái cơn công thôi thì ăn được cái trụ luôn. Warlock thì he doesn't have using a brick spell so he cannot kill Actual Dragon behind the behind the Elisabeth Lamb. So, okay, the one boost and you got to chop. Này quyết thảm phía sau cộng một cái rare nữa, không cần phải quá nhiều công ly nhưng mà cũng đã có thể giữ được cái chung này. Good. Và đây là thời điểm Elixir Golem thả luôn. Không, anh ta đánh một chậm, chậm mà chắc. Bởi vì anh ta cần phải thời gian để có thể dồn được nhiều ly hơn. Và anh ta rất sợ là khi mà thả Elixir Golem quá cao nó sẽ cộng cho bên kia gần 4 ly. Không, là phải quân support nữa. Thì như vậy là cái trận nó sẽ bị giảm chiều. Bây giờ thời điểm mà anh ta thực sự là đánh gần như là trọng game một phần. Đó là người chơi đánh rất thông minh, quá hợp lý. Cái phiên bản Escolem thì chúng ta nhiều khi chúng ta thấy được cả Arrow và Tornado, nhưng mà mình thấy là phiên bản của Tornado vẫn lợi hại hơn. Tornado vẫn lợi hại hơn bởi vì khi mà, ví dụ trong những trường hợp mà mình thấy có mình dùng Wizard chẳng hạn, họ dùng Tornado kéo rất hay. Ok, và đây một matchup nữa, mình nghĩ hai matchup này giống nhau rồi, tuy nhiên là mình sẽ check của Wing. Wing là một top player khá hay. Và đây là matchup cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hình như ngay từ ban đầu anh ta đoán được là Wing anh ta chơi đích gì, vì vậy là anh ta thả em một cái Elixir Golem. Và thả luôn cả này Wing. Và phía sau con Hunter thì thực sự trong tơ này con Hunter con Hunter nó rất defense rất là tốt, tuy nhiên thì vẫn có điều khó cho con Hunter bởi vì trong cái deck này Wing anh ta không có một cái tool nào để reset được con Infernal Tower, con Infernal Dragon. Vì vậy là một khi mà con Infernal Dragon nó đã bắn được vào trụ thì gần như là game good game. Anh ta sẽ thảo như thế nào đây? Astral Dragon rồi giết được con này Hunter phía sau. Còn Electro vẫn còn đấy và gần như là được bơm máu rồi. Healer thế sự có đem đẩy lên không? Không kịp. Tên này không kịp. Mình ta muốn giữ lại cho tên sau. Defense rất tốt. Quỳnh anh ta tận dụng một Sea Cycle Hunter cực kỳ tốt bởi vì là cái deck của Jonas anh ta lại rất khó để có thể giết được con Hunter. Nếu mà có thể support bởi Fisherman hay là những con đàn bác ở bên kia. Tuy nhiên thì tên này thì là rất nhiều đam đến từ đàn bác mà bốn con lại Skolem con Hill nhảy lên ăn được chút kìa. Rất tốt đổi chữ. Khi mà đổi chữ như thế này thì trong những tên tiếp theo Jonas anh ta sẽ control cái game này, bởi vì một Fireball và một Lock là không thể chết được một con Electro Dragon và Infernal Dragon. Quá thời Healer sẽ tách ra với sự support của đấy. Thanh cơ là Exoplan thì anh game này anh ta sẽ defend tốt. Làm sao phải giết được con ấy chủ con Hunter trước. Dùng Nine Group để defend Royal Giant thêm những kia. Tuy nhiên thì một con đấy rồi, con Hunter nằm xuống rồi, xử lý rất tốt. Và đây là thời điểm Exoplan và Dragon thứ 2 lên. Rare nữa. Ôi, con đồ ra gần rất là đổi nước. Tuy nhiên một cái phải bồn đất ao nó quay lại. Nhưng mà rất nguy hiểm, bát cắt rất tăng. Good job. Đúng là deck counter hot nhưng mà sẽ rất sợ khi gặp deck Lucian Golem. Một cái deck phải nói là nhiều người nói rằng deck là deck vô học nhưng mình nghĩ deck không phải. Ok, nếu mà anh em thích video này thì nhớ like, share, subscribe và comment cho mình biết là bạn có thích cái này hay không. Hey guys,
If you like video, give me a like, share and subscribe and leave a comment. And don't forget, I will upload video about Remy A and Bad Bunny on Tali channel tomorrow. Don't miss and see you next time. Bye bye. And I will try make vlog next video. Turn on the notification. Don't miss. Love you.